Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị em đam mê câu cá. Lâu lắm rồi, theo yêu cầu của các bác, các bạn, các anh chị em câu cá thì em có đưa về lại hai mẫu của Daiwa. Đó là mẫu Crocat bản thường và mẫu Crocat QD4000. Thì hiện tại em đang có hai mẫu máy này. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhé. Số điện thoại em để dưới video, địa chỉ để dưới video nha. Về cái hai mẫu máy này em giới thiệu rất nhiều rồi. Hôm nay em chỉ nhắc lại các bác là hiện tại em đang có hai size. Đấy, có hai mẫu. Mẫu thứ nhất là mẫu Crocat. Crocat thường nhé, bản thường 5.500. Đấy, có giá là 1.750.000 anh em nhé. Có giá 1.750.000. Đấy. Máy màu đen. Đấy, khỏe. Đẹp. Về thông số cơ bản của mẫu máy 5.500 thì ở đây có giá là 1.750.000 các bác nhé. Đây, về thông số cơ bản đây, tỷ lệ chuyển động là 4.1:1, trọng lượng là 635 g, tải mác đắc là 15 kg, thu dây là 82 cm, 4 bạc đạn, 3 bạc chuyển động, 1 bạc chống trượt. Đấy. Cực 8 vào được 250 m, cực 10 vào 200 m, cực 12 vào 170 m, dù 5 vào được 300 m, dù 6 vào được 250 m. Các bác nhớ là giá là 1.750.000 nhé. Còn mẫu thứ hai là mẫu Crocat 4000 QD có xả nhanh anh em nhé. 4000 Crocat 4000 QD xả nhanh 4.1:1, trọng lượng 650 g, tải mác đắc là 15 kg, thu dây là 82 cm, cũng 4 bạc đạn, 3 bạc chuyển động và 1 bạc chống trượt. Cực 4 vào được 250 m, cực 5 vào được 200 m, cực 6 vào được 150 m, dù 3 vào được 250 m, dù 4 vào được 180 m. Đấy. Về cơ bản thì các bạn đã nắm rồi. Đấy, riêng dòng QD thì lại có xả nhanh ạ. Các bác đóng chết máy và chỉ cần xoáy hơi một xoáy nhẹ một tí là nô máy và đã xoay rồi. Đấy. Về sự mượt mà máy thì dòng này không phải nghĩ rồi. Dòng này quay rất là mượt mà, rất là êm ái. Đấy. Các bác thấy nào? Về màu sắc thì nó màu đen. Màu đen rất là khỏe khoắn. Đấy, anh em nào có, các bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhé, số điện thoại em để dưới video này, địa chỉ em để dưới video nhé. Các bác nhớ cho em là em hiện tại đang có hai mẫu Crocat phiên bản cũ, gồm có mẫu Crocat phiên bản thường 5.500 và mẫu phiên bản Crocat 4.000 QD. Đấy, thì giá của mẫu Crocat thường là 5.500, giá là 1.750.000. Còn mẫu Crocat 4000 QD có xả nhanh, có giá là 1.800.000. Đấy. Các bác nắm được thông số nó rồi. Thông số cụ thể các bác đã biết. Và giá này em bán từ trước này, chưa có gì thay đổi cả. Các bác nhớ là số điện thoại em để phần mô tả hình tam giác dưới video nhé. Đấy, số điện thoại, địa chỉ. Đấy, các bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em. Đấy. Về các dòng máy trung cấp và cao cấp. Đấy, cũng như là cần phụ kiện, nói chung các bác cần cái gì thì cứ liên hệ, số điện thoại cứ bên dưới video này. Còn về máy này thì em đã được anh em đánh giá cũng như bên em bán. Đấy, là anh em đánh giá máy này rất là khỏe, tốt, khỏe tốt và giá rất là phù hợp túi tiền, phân khúc dưới 2 triệu. Đấy, rất là phù hợp với túi tiền của các bác. Thế nên anh em nào cần đến mẫu máy này thì liên hệ nhá. Cảm ơn các bác theo dõi video.